doesn't matter how far you go. End of the block, end of the world. There's no place, no place. There's no place like home. No matter where you are, you always know. Right where it's at, calling you back. There's no place, no place. There's no place like home. Phỏng vấn của bé gái thì hôm nay sau khi tham dự bữa tiệc của tụi em tổ chức thì cô cảm thấy như thế nào ạ? Ôi hôm nay là phải nói là happy, quá happy luôn, này là xúc động thực sự luôn. Tại vì sao? Khóa này là khóa đầu tiên của cô. Rồi ra trường nhiêu năm rồi? 12 năm. Sắp khóc rồi đó. Quên lắm, quên mất nhiêu năm rồi. Không, 12 năm. Nói chung là lớp này là lớp ấn tượng nhất, lớp dễ thương nhất và để lại cho cô nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất. Rồi cảm ơn mấy bạn nha, cảm ơn nhiều luôn. Hai năm sau gặp lại nha. Trời ơi, xúc động quá, lần đầu tiên được phỏng vấn luôn á. Phỏng vấn đi. Thì sau nhiều năm đi du học ở Canada trở về thì được thầy cô tham dự các bạn tổ chức cho buổi tiệc thì cảm thấy vui và xúc động. Lâu lắm mới gặp các bạn thì chưa bao giờ, mình không nghĩ là khi mình trở về thì được các bạn đón tiếp nồng nhiệt như vậy luôn. Rồi vậy sau bữa tiệc hôm nay thì có hẹn với các bạn là thời gian bao lâu nữa mình sẽ trở về không? Vậy là hẹn như cô bé đã nói thì hẹn với các bạn là 2 năm sau tại nhà của cô bé một buổi tiệc hoành tráng. Vậy hả? Hơn như thế này nữa. Thì tại bây giờ là 1:30, có nghĩa là sau 2 tiếng đồng hồ cái buổi tiệc hôm nay bắt đầu. Thì buổi tiệc hôm nay là họp mặt của lớp 1NT2 niên khóa năm 2007-2011. Thì họp mặt hôm nay là sau cũng hơn mười mấy năm gặp mặt nhau rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn mọi người xem cảm xúc của mọi người hôm nay như thế nào nha. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, bây giờ là buổi tiệc hôm nay tụi em tổ chức rồi đó. Thì sau khi tham dự thầy thấy cảm xúc như thế nào ạ? Cảm xúc rất là hào hứng và cảm thấy rất là hạnh phúc. Khi các bạn là sau 13 năm đúng không? 13 năm các bạn gặp lại
những người bạn, những người anh em, các bạn học trò đã cũng có những cái công việc ổn định và cũng tạo được những cái thành tựu. Sắp tới thì chúc ở tương lai, chúc các bạn là có cuộc sống là vui vẻ, hạnh phúc với gia đình và bạn bè, luôn có những cái kết nối trong công việc cũng như trong cuộc sống, thấy không? Để có những cái buổi gặp nhau vui vẻ và chia sẻ những thành công và coi như là giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Cảm ơn các bạn. Dạ, em xin cảm ơn thầy đã tham dự buổi tiệc hôm nay với tụi em ạ. Cảm ơn. Xin cảm ơn thầy. Và tiếp theo cũng là một người thầy nữa của mình nha. Thì em xin phỏng vấn thầy xíu là hôm nay tụi em tổ chức buổi tiệc như thế thì thầy đã dành ít thời gian tham gia tụi em, thì không biết cảm xúc của thầy hôm nay như thế nào ạ? Hôm nay nhân buổi tiệc học lớp của lớp 1 anh D2 thì hôm nay rất là vui được gặp lại các em ha, họp mặt đông đủ, thì hy vọng sắp tới thì chúng ta có những cái buổi họp mặt như thế này, thì chúc cho các em thành công, sức khỏe, hạnh phúc trong gia đình cũng như là cuộc sống. Ok. Dạ, em cũng xin cảm ơn thầy đã dành thời gian để tham dự buổi tiệc hôm nay với tụi em ạ. Cảm ơn thầy ạ. Sau khi đã phỏng vấn các thầy rồi thì hôm nay mình sẽ tiếp tục phỏng vấn các bạn trong lớp sẽ như thế nào ạ? Ở đây mình thấy có một nhóm rất là đông nè, không biết các bạn đang nói chuyện riêng gì ở đây. Rồi xin mời camera đến đây ạ. Ok mọi người ơi, thì hôm nay là nói chung là có dịp bạn My về thì tụi mình tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay, nhưng mà hôm nay mình thấy là tham dự rất là vui, không biết là cảm xúc của các bạn như thế nào. Xin mời Bon đi, Bon nói trước đi. Cảm xúc của tôi là hẹn cuộc nhậu tiếp đi. Rồi Cường. Chứ bữa tiếp đó tôi nói, bữa nay tôi nói. Sếp ơi, em xin chốt ngày nữa dịp sau nghe. Rồi Lương đi. Nói chung bữa nay là nhân ngày My từ ké này đè về. Họp mặt anh em ở lớp 1 NT2 2017-2011. Hôm nay thì nói chung là cũng khá là đông đủ, nhưng mà thiếu vắng một số người vì hoàn cảnh. Nói chung là cũng vui nhưng mà hôm nay hơi buồn. Cũng gửi lời bị thằng Bon nó ép uống quá. Chịu nổi. Nói chung là ép uống quá bên đây ta cũng gửi lời với tất cả các bạn, với thầy cô chứ tao mà. Tao chưa nói hết đâu ba. Tới mày nói nè. Tới bạn nói nè. Ê, ý của Lương là mai mốt là bớt mà Bon tôi biết. Bon hà. Nhưng mà cuộc hẹn này thì tôi xin phép là dời lại cho cái cuộc hẹn kế bên. Đây. Bây giờ bạn Thạch là một trong một trong những anh em là có thành tựu ở trong cơ quan nhà nước. Đây là bây giờ Thạch đã là nông dân hợp tác xã Ba Đình ở Hồng Dân. Thật sự giờ chia sẻ cảm xúc, nếu mà nói cái vòng quay của thời gian thật sự nó quá nhanh. Nhưng hiện tại là một cái chớp mắt, hiện tại đã 12 năm, cái ngày chỗ là mình tổ chức cái buổi kết thúc tốt nghiệp á của thầy, mà mình kết thúc có thầy Nguyên dự, nhưng mà lúc đó mới cái chớp mắt này nó đã 12 năm. Nhưng mà thật sự là về điều kiện, khi mỗi anh em mà về gia đình rồi về hoạt động kinh tế mọi thứ thì có dịp họp mặt lại hôm nay là một ngày thật sự là quá vui, không có gì bằng hết. Nhưng mà nói chung là mong rằng những anh em trong lớp mình thì nếu điều kiện các học sau, nếu anh em nào có điều kiện, nếu sắp xếp được thì anh em mình cố gắng tham dự, làm sao để chung là, nhưng điều kiện thì không ép buộc, nhưng mà anh em do điều kiện kinh tế, điều kiện gia đình của mỗi người nó công việc khác nhau, nhưng mà mình làm sao cố gắng được, nếu có cái cuộc họp nào đó thì anh em được gắng tranh thủ thôi. Thì nói chung rồi là cuộc gần nhất thì nếu được thì rất là mong mấy anh em trong lớp của mình phá mỗi nào thứ hai cái về giấy quê hồng dân cho bữa. Rồi xin cảm ơn bạn Thạch. Thì nói chung nãy giờ là chúng ta ghi nhận rất là nhiều ý kiến của các bạn nam, thì bây giờ mình sẽ tìm đến một số bạn nữ ở trong lớp coi cảm xúc của các bạn nữ tham gia như thế nào nha. Xin mời camera qua đây. Rồi đây là một trong những bạn nữ của lớp nè, là cũng là đại diện cho chủ nhà ngày hôm nay, thì không biết là cảm xúc của bạn Lon là sau bao nhiêu năm tốt nghiệp ra trường thì hôm nay gặp lại cảm xúc mình như thế nào?
rất là vui khi được các bạn đến đầy đủ. Mong là sẽ gặp các bạn dài dài. Mày ôm tao dữ lắm rồi đó. Ôm ôm chị. Ôm tao dữ lắm rồi. Vợ mày ghen. Cảm ơn Văn Long. Và giờ sau tiếp tục sẽ là một bạn nữ nữa trong lớp nha. Đây là Bảo Quỳnh. Sau bao nhiêu năm gặp lại thì hôm nay tham dự buổi họp lớp, Quỳnh có cảm giác như thế nào ạ? Rất là vui. Đúng rồi, lâu lắm rồi mình mới gặp lại được bạn bè, rất là vui và rất là hào hứng gì hôm nay. Còn gì nữa không? Vui sao mới thể hiện vui như thế nào chứ? Vui được rồi. Tham dự buổi tiệc hôm nay, ngoài các bạn nam, các bạn nữ trong lớp thì cũng có vợ hay chồng của các bạn, thì mình sẽ phỏng vấn thêm về cảm xúc của những người đó như thế nào nha. Xin mời. Đây. Xin mời. Đây là Diệu, là bà xã của Hà nha. Thì không biết là hôm nay là sau khi bao nhiêu năm, nói chung là cũng biết Diệu rồi, nhưng mà hôm nay là bao nhiêu năm gặp lại thì không biết là cảm xúc của mình hôm nay tham dự buổi tiệc như thế nào ạ? Hôm nay rất là vui luôn anh. Em chỉ biết nói vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Bà xã của Hà xong sẽ có một số đứa nhảy cầu tự tử. Có nghĩa là theo ý của Lương á, là lỡ hôm nay là giờ bà xã của Hà lên sóng rồi thì cái clip này phát lên sẽ có một số bạn nữ nữa nhảy cầu, thì mình không biết là như thế nào. Hà ơi, Hà nói nghe nè. Nó cho anh Hà trả lời đi em. Lương nói là sau khi phỏng vấn Diệu và hôm nay là mọi người biết Diệu là vợ của Hà thì sẽ có một số bạn nữ nó nhảy cầu, không biết là cảm xúc Hà như thế nào. Cảm giác tôi rất là hạnh phúc khi rất là nhiều bạn nữ được nhảy cầu. Rồi hôm nay buổi tiệc này theo bạn cảm, bạn cảm thấy như thế nào? Mà hôm nay hơi hết bạn nữ bị nhảy cầu, tôi hơi bị thất vọng. Rồi bữa tiệc hôm nay bạn thấy sao? Tôi rất là vui vẻ và hạnh phúc. Vui vẻ ha. Rồi ok. Rồi xin mời Dũng đi. Dũng nè, Dũng là một trong những thành viên của lớp 1NT2. Tuy nhiên là 35 năm qua là Dũng chưa có một mối tình dắt dài. Hy vọng là sau ngày hôm nay là Dũng sẽ có được một cái gì đó để cho anh em có cơ hội được họ mặt. Cho tôi phát biểu cảm nghĩ nha. Nói chung là bữa nay tôi rất là hạnh phúc, rất là vui khi gặp lại thầy, cô và bạn cũ. Nhưng mà đặc biệt, một điều rất là đặc biệt đó là tôi rất là vui khi gặp lại mấy người vợ của bạn tôi. Rồi sao nữa? Hết rồi. Tiếp tục là một người thân của anh em trong lớp 1NT2 nữa. Đây là vợ của bạn Thạch. Không biết là ngày hôm nay là không biết, chắc cũng lâu rồi mình mới có dịp lại ngồi với nhau, thì không biết hôm nay là khi tham dự cái buổi tiệc của lớp mình thì bạn cảm thấy có cảm giác như thế nào ạ? Thì em thấy vui thôi. Thấy không khí của lớp ra sao, giống như là vừa có bạn nữ vừa có bạn nam mà tất cả đều rất là vui hòa đồng, với nhau hòa đồng, nói chung là giống như là anh em gia đình với nhau. Rồi xin cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia hôm nay với bọn tôi nha. Xin cảm ơn mọi người. Sau khi phỏng vấn một vòng qua thì bây giờ mình sẽ đi một vòng xung quanh hết để xem mọi người đã tận hưởng buổi tiệc hôm nay như thế nào nha. Đây, tất cả mọi người đang rất là vui ở đây nha. Đang rất là vui ở đây, tất cả các thành viên có thể có mặt của lớp 1NT2 tại một cái không khí vui vẻ như thế này các bạn. Và Ê, đứng lên nói đàng hoàng, đứng lên nói đàng hoàng. Bây giờ tôi là MC luôn nha các bạn. Sản phẩm ba kia nè, ba kia đổ sẵn nè. Học sách sao ba lần. Là coi như cái này là sản phẩm này là em đến đây là gửi cho các bạn rồi đúng không? Mà sản phẩm này của em làm hay mua của người ta? Cái này là sản phẩm của em làm. Là sản phẩm của em. Của hợp xã thôi, còn ví dụ đó là mua thì mình khác về tính mạng.
là em sẽ phụ công nghệ thiết kế đặc biệt, đúng không? Tức là công nghệ thiết kế phòng học đặc biệt. Đấy, lúc bây giờ thay đổi hiện đại, mình không cần phải thở đủ nguyên liệu các bạn, mình sẽ phụ công nghệ thôi. Giống như không? Mỹ bao giờ đâu là khai thác cái hiếm của Mỹ đâu? Mỹ không bao giờ khai thác, Mỹ đi mua của các nước kém phát triển đem về chế biến lại. Dạ, vậy thì em có cái suy nghĩ của ông Trung rồi đó. Em có suy nghĩ của ông Trung rồi, em có suy nghĩ Mỹ rồi đó. Cho nên là mạnh dạng, táo bạo, biến tài nguyên của người ta thành sản phẩm của mình với một cách chế biến ra sản phẩm mang mẽ của em, đúng không? Thầy giỏi thầy em suy nghĩ quá à. Chút xíu với đưa thầy 500 ngàn nha. Giờ mấy em giới thiệu qua thôi thì sao mấy em ơi. Không, nhưng mà phải giới thiệu là ăn mặc khía hát mới hay nhau. Hôm nay thì chủ yếu là để góp mồi không mồi không hiểu thôi, và cái này thì để ra.